Bây giờ xin mời bà con mình nghe phần thứ hai của Biến động miền Trung của tác giả Liên Thành, đoạn kết. Khi Việt Cộng chiếm Huế, lá cờ mà bọn Việt Cộng treo trên kỳ đài Ngọ Môn tại Huế vào sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân không phải là cờ của bọn Mặt trận Giải phóng miền Nam, mà là cờ của lực lượng liên minh, cờ của tổ chức mà ông Đông Hậu làm phó chủ tịch. Gần 10.000 quân Cộng sản Bắc Việt và đám cơ sở Việt Cộng phục vụ và nhân dân lá cờ đỏ trong 26 ngày đau thương tại Huế, bọn chúng đã giết hại biết bao nhiêu thường dân vô tội. Người email có biết không? Tôi nhắc lại, 5.327 người bị giết và hơn 1.200 mất tích. Tôi nêu đích danh vì ông Đôn Hậu là thành viên Mặt trận Giải phóng miền Nam năm 1968. Là ủy viên hội đồng cố vấn chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam vào tháng 6 năm 68, là đại biểu Quốc hội khóa 6 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Tôi nêu đích danh Thích Thiện Siêu vì hắn là đảng viên Cộng sản, cơ sở tối quan trọng của Hoàng Kim Loan thành ủy viên Việt Cộng. Và sau năm 75, người email có biết Thích Thiện Siêu làm gì không? Hắn là đại biểu Quốc hội liên tiếp 3 khóa, khóa 8, 9 và khóa 10 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1995, Thích Thiện Siêu là thành viên của phái đoàn Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với Chủ tịch Quốc hội là Nông Đức Mạnh, đi thăm một số quốc gia và thăm viếng một số nghị viện ở châu Âu. Năm 2000, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhì cho Thích Thiện Siêu. Người email, nếu còn thắc mắc xin về Việt Nam, về Huế, để phối kiểm lại hàng giáo phẩm Phật giáo của ông. Tôi xin nói lại với ông một lần nữa, hàng giáo phẩm Phật giáo đó là của ông và của nhà nước Cộng sản Việt Nam, chứ không phải của tôi và của đa số Phật giáo đồ chân chính. Tóm lại, tôi nêu đích danh họ vì tôi có đủ bằng chứng qua tin tức tình báo xâm nhập, qua công từ của các cán bộ Việt Cộng mà chúng tôi đã bắt và qua sự thật đã phơi bày sau năm 1975. Tôi nói cho người email biết một cách rõ ràng rằng hàng giáo phẩm của tôi là Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, là chú của tôi, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chân Trí, là anh của tôi, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chân Kim. Và cuối cùng, hàng giáo phẩm Phật giáo của tôi là của gần 80% các Phật tử trong 82 triệu đồng bào Việt Nam, là các bậc chân tu trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Họ hiện đang bị đàn áp, tù đầy, ngăn cấm không được hành đạo, tu hành tại Việt Nam. Họ hiện đang bị đàn áp, tù đầy, ngăn cấm không được hành đạo tu hành tại Việt Nam hiện nay, chứ không phải loại Phật giáo quốc doanh do ban tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam khai sinh và nuôi dưỡng để lũng đoạn Phật giáo. Như vậy cũng đã quá đủ, từ nay tôi không còn muốn tranh luận với ông nữa, người email. Ngoài ra, để sau này, những ai muốn truy cập thêm những thành phần trí thức, giáo sư, sinh viên tham gia hoạt động trong cả 4 lần biến động tại Huế từ 1963, đạo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm, 1966, tranh đấu của Phật giáo miền Trung, 1968, biến cố Mậu Thân, có thêm một số tư liệu, dữ kiện về bọn chúng, tôi xin sắp xếp và phân loại như sau. 1. 1963, những thành phần sinh viên tham dự vào cuộc tranh đấu cùng Phật giáo lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nguyễn Thiết, sinh viên luật khoa, thoát ly năm 1965, phụ trách thanh niên thành ủy Huế, chủ tịch chính quyền cách mạng quận 2 trong Mậu Thân, bị bắn chết vào ngày 3 Tết. Lê Minh Trường, sinh viên mỹ thuật, cán bộ thuộc thành ủy Huế, năm 1969, bị lực lượng cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế phục kích bắn chết tại làng Hải Cát Hạ, gần điện Hòn Chén thuộc quận Nam Hòa. Vĩnh Kha, sinh viên văn khoa, chủ tịch Tổng hội sinh viên Huế, trưởng đoàn sinh viên Phật tử, đã chết năm 1980. Hoàng Phủ Ngọc Tường,
sinh viên Đại học Sư phạm Sài Gòn, sau này là giáo sư Việt văn trường Quốc học, thoát ly lên mật khu vào tháng 6 năm 1966, hiện sống ở Huế và là một nhà văn. Hoàng Phủ Ngọc Phan, sinh viên y khoa, thoát ly lên mật khu tháng 6 năm 66, hiện là nhà báo. Nguyễn Đính, sinh viên văn khoa, làm thơ bút hiệu Trần Vàng Sao, thoát ly năm 1965, hiện sống ở Vĩ Dạ. Phạm Thị Xuân Quế, sinh viên y khoa, sau 75 chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Huế. Thái Thị Ngọc Dư, sau này du học tại Pháp, đậu tiến sĩ địa lý học, giáo sư Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn, đã về hưu hiện sống tại Sài Gòn. Trần Anh Tuấn, sinh viên du học Mỹ, đậu tiến sĩ luật, hiện là luật sư tại Sài Gòn. Hoàng Văn Giàu, phụ khảo Đại học Văn khoa Huế, đoàn trưởng đoàn sinh viên Phật tử Huế, sau 75 định cư tại Úc Châu. Thái Thị Kim Lan, sinh viên du học Đức, đậu tiến sĩ triết học, hiện sống tại Đức. Tôn Nữ Quỳnh Tư, sinh viên văn khoa sau du học tại Pháp, đậu tiến sĩ. Nguyễn Đắc Xuân, sinh viên văn khoa Đại học Sư phạm, tham gia hoạt động vào tháng 3 năm 63, hiện làm báo tại Sài Gòn. 2. Thành phần sinh viên học sinh tham gia tranh đấu biến động miền Trung 1966. Đặng Văn Sở, sinh viên Đại học Sư phạm Anh Văn, thoát ly năm 68, hiện ở Đà Nẵng, Việt Nam. Huỳnh Sơn Trà, sinh viên y khoa, thoát ly 1968, đã chết. Lê Thanh Xuân, sinh viên luật, thoát ly năm 68, hiện tại là nhà báo, viết cho tờ Sài Gòn Giải Phóng, bút hiệu Hải Nam. Nguyễn Hữu Ngô, sinh viên mỹ thuật, hiện sống ở Huế, làm nghề vẽ tranh. Hồ Cư, sinh viên văn khoa, hiện dạy học ở Đà Nẵng. Nguyễn Văn Quang, học sinh, thoát ly năm 66, hiện là bí thư thành ủy Huế. Trần Hoài, sinh viên Đại học Sư phạm Việt Hán, thoát ly năm 72, hiện là thường vụ thành ủy Huế, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế. Tông Thất Kỳ, sinh viên y khoa, chủ tịch Mặt trận Nhân dân tranh thủ hòa bình. Nguyễn Hữu Giao, sinh viên luật khoa, chủ tịch Mặt trận sinh viên tranh thủ dân chủ. Nguyễn Đắc Xuân, trưởng đoàn sinh viên quyết tử, tổ chức thành 3 đại đội khoảng gần 1.000 đoàn viên. Nguyễn Đắc Xuân thoát ly ra mật khu vào tháng 7 năm 66. 3. Thành phần sinh viên học sinh tham gia cuộc tàn sát dân lành Huế trong Tết Mậu Thân năm 68. Nguyễn Đắc Xuân, người tổ chức lực lượng nghĩa binh cảnh sát, nghĩa binh quân nhân ly khai và các đội tự vệ thành. Nguyễn Đức Thuận, sinh viên Đại học Sư phạm Anh Văn, thoát ly năm 68, tử trận trên đường ra mật khu. Trần Bá Chữ, sinh viên Đại học Sư phạm Toán, thoát ly năm 68, du học Đông Đức, hiện phục vụ trong Bộ Quốc phòng Quân đội Nhân dân ở Hà Nội. Lê Hữu Dũng, con của Lê Hữu Tý, sinh viên Đại học Sài Gòn, ra Huế tham dự trận đánh Mậu Thân, năm 68 thoát ly ra Bắc, sau 75 làm ở đài truyền hình Huế. Nguyễn Thị Đoan Trinh, thoát ly ra Bắc năm 68, học dược tại Hà Nội, sau 75 hành nghề tại Sài Gòn. Trương Quang Ân, học sinh, thoát ly ra Bắc năm 68, hiện là giám đốc đài truyền hình Huế. Lê Văn Tài, sinh viên mỹ thuật, thoát ly năm 68, hiện là họa sĩ tại Úc Châu. Nguyễn Văn Mễ, học sinh đệ nhất C Quốc học, thoát ly năm 68, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên năm 2003. Lê Công Cơ, sinh viên Đại học Khoa học, hiện là chủ tịch Ban Quản trị Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Ngô Yên Thi, sinh viên văn khoa, thoát ly năm 68, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên, hiện là trưởng ban tôn giáo Trung ương. Bổ Chỉ, sinh viên tranh đấu 1966 tới 1972. Bổ Chỉ, sinh viên tranh đấu 1966 tới 1972. Thân sinh là cụ Ân Thuyên, cháu nội ngài Tuy Lý Vương. Bổ Chỉ chết năm 2002 tại Huế. Trần Phá Nhạc, sinh viên, Thái Ngọc Sang, sinh viên, Võ Quê, sinh viên. Cả ba sinh viên này thoát ly ra mật khu vào năm 72. 4. Về thành phần trí thức, giáo sư gồm có Tông Thất Dương Kỵ, theo hồ sơ tại Trung tâm Văn khố Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế,
thì tông thất Dương Kỵ thuộc dòng dõi hậu duệ vị hoàng tử thứ 13 của vua Gia Long là Từ Sơn Dương, cư ngụ tại làng Vân Dương, xã Thủy Vân, quận Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Năm 1945, làm thư ký hội trí thức cố quốc Thừa Thiên. 1954, dạy học ở Khải Định, hoạt động bí mật từ đó. Năm 1962, bị mật vụ đặc nhiệm miền Trung Bắc, sau đạo chánh 63, được trả tự do. Thành phần chủ chốt của phong trào hòa bình và tự quyết bị bắt. Và sáng ngày 19 tháng 3 năm 65, tại cầu Hiền Lương, trong một buổi lễ do tướng Nguyễn Chánh Thi chủ tọa, ba nhân vật cộng sản thuộc phong trào hòa bình tự quyết, Tôn Thất Dương Kỵ, nhà báo Phi Bằng tức Cao Minh Chiến, bác sĩ Phạm Huyến, được thả ra miền Bắc theo ngã đường bộ qua cầu Hiền Lương vĩ tuyến 17. Tôn Thất Dương Tiềm, em Dương Kỵ, giáo sư cơ sở thành ủy Việt Cộng Huế, kỹ sư Nguyễn Hữu Đính, cơ sở nội thành. Giáo sư Lê Văn Hảo, con ông Lê Văn Tập. Lê Văn Hảo hoạt động chung với Hoàng Phổ Ngọc Tường từ trước năm 66. Theo tin tức của Bộ Chỉ huy Cảnh sát Thừa Thiên Huế, thì Lê Văn Hảo trong thời gian đó là người cầm đầu nhóm chủ biên cùng Hoàng Phổ Ngọc Tường của tạp sang Việt Nam, in và phát hành ngay tại phòng riêng của Lê Văn Hảo. Bọn chúng nghĩ rằng như vậy sẽ được bảo mật kín đáo, nhưng thật ra lực lượng cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế đã nắm vững tất cả, nhưng không ra tay vì cần nuôi dưỡng đi sâu và trèo cao hơn. Năm 1968, mậu thân tại Huế, Lê Văn Hảo kiêm nhiệm hai chức vụ, Chủ tịch Lực lượng Liên minh Dân chủ Dân tộc Hòa bình, Chủ tịch Chính quyền Cách mạng Thừa Thiên Huế. Lê Văn Hảo gần đây qua đài Tiếng Nói Tự Do Á Châu cũng đã chối không nhúng tay vào vụ tàn sát đồng bào Huế Tết Mậu Thân, nhưng thật ra y cũng như Tường, Xuân, Phan, bọn chúng tay đều dính máu, hèn hạ và cả bốn đều chối. Hiện nay Lê Văn Hảo đang định cư tại Pháp. Ngoài ra, trong những loạt bài tôi đã viết, mục đích là muốn nói lên những sự thật mà tôi đã viết, nhưng giữ kín bấy lâu nay. Thêm vào đó, tôi muốn nhắc đến việc làm âm thầm ít người biết của lực lượng cảnh sát quốc gia toàn quốc nói chung và của toàn thể hơn 5.000 nhân viên cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế nói riêng trong những nhiệm vụ mà họ đã được Tổ quốc và Chính phủ giao phó. Thường thì đồng bào chỉ nhìn thấy nhiệm vụ của người cảnh sát qua hình ảnh của những nhân viên công lộ điều hành lưu thông ngoài đường phố, qua hình ảnh của những nhân viên công lực trong những vụ bắt bớ trộm cắp, những kẻ nghiện hút, băng đảng để duy trì an ninh trật tự, bảo vệ đời sống an lành của đồng bào. Đó chỉ là những trách nhiệm bề nổi thuộc lực lượng cảnh sát sắc phục, bày chìm âm thầm và bí mật ít người biết đến. Đó là lực lượng cảnh sát đặc biệt. Nhiệm vụ họ là xâm nhập vào hàng ngũ địch, thu lượm tin tức, ngăn chặn mọi mưu toan của địch nhắm vào sinh mạng và tài sản của đồng bào, nhắm vào phá rối an ninh đô thị làng xóm. Họ là những chuyên viên tình báo chuyên nghiệp, được huấn luyện kỹ càng, chu đáo, là những chuyên viên tình báo đúng nghĩa. Nhiều trường hợp họ nằm trong lòng địch, an ninh cá nhân bị đe dọa, mạng sống nhiều khi như chỉ mình treo chuông, có hy sinh vì Tổ quốc, cũng âm thầm, bí mật, ít ai biết đến. Họ là những chuyên viên xâm nhập vào mọi nơi, mọi hướng, mọi đối tượng, để khám phá kịp thời trình về Bộ Chỉ huy của họ, để có biện pháp ngăn chặn đúng lúc và hữu hiệu những vụ gây rối chính trị, bạo loạn do đám cán bộ cộng sản nằm vùng giật dây hoặc do bất kỳ phe nhóm nào chống đối chính phủ thúc đẩy. Tại Huế từ 1966 tới 1972, ba vụ biến động lớn đã xảy ra liên quan đến an nguy của đất nước, liên quan đến sinh mạng và tài sản của đồng bào. Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Bộ Chỉ huy Thừa Thiên Huế với gần 2.000 nhân viên đã hoàn thành trách nhiệm ngăn chặn và phá vỡ các âm mưu của địch. Đó là biến động miền Trung 1966, Mậu Thân 1968 và cuộc tổng tấn công của lực lượng quân sự Bắc Cộng song hành với âm mưu tổng nổi dậy tại Huế vào tháng 5 năm 1972. Sau Mậu Thân 1968, toàn bộ cơ sở nội thành Việt Cộng, trong đó có những thành phần đã từng nhúng tay vào các vụ tàn sát đồng bào Huế,
đã bị lực lượng cảnh sát đặc biệt Thừa Thiên bắt giữ vô hiệu hóa. Mùa hè đỏ lửa 72, trong cuộc hành quân Bình Minh, lực lượng cảnh sát đặc biệt là thành phần nỗ lực chính của cuộc hành quân. Họ đã truy bắt gần 1.500 cơ sở địch, bắt sống tên Trung tá Việt Cộng Hoàng Kim Loan, ngăn chặn và phá vỡ cuộc tổng nổi dậy của Việt Cộng và cơ sở nội thành Việt Cộng tại Huế. Tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế, ngoài tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa biệt phái, hai thành phần cảnh sát nổi, sát phục và thành phần chìm, cảnh sát đặc biệt, đều được chỉ huy bởi những sĩ quan xuất thân từ Học viện Cảnh sát Quốc gia. Họ nắm giữ chức vụ từ chỉ huy phó Bộ Chỉ huy tỉnh, phụ tá đặc biệt ngành cảnh sát đặc biệt, trưởng ban, trưởng phòng, trung tâm hành quân, cảnh lực, phượng hoàng, vân vân. Tất cả đều là những sĩ quan thuộc thế hệ trẻ, trình độ văn hóa cao, hầu hết nguyên là sinh viên Đại học Huế, rời bỏ sân trường đại học, xông vào cuộc chiến, chọn ngành cảnh sát quốc gia để phục vụ. Họ đã đem hết khả năng, trí thông minh, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, dâng hiến cho lý tưởng và cho trách nhiệm của họ, duy trì luật pháp quốc gia, bảo vệ sinh mạng và tài sản của đồng bào Huế. Họ có quyền nhìn thẳng và hãnh diện với đồng bào Huế về nhiều thành quả mà họ đã làm cho quê hương, cho đồng bào và cho xứ Huế thân yêu của họ. Ngoại trừ Mậu Thân 1968, khả năng bảo vệ đồng bào Huế ngoài tầm tay của họ, trong vòng 9 năm từ 1966 tới 1975, chưa một lần nào Việt Cộng có thể đặt được chất nổ tại bất kỳ nơi đâu trong thành phố để sát hại đồng bào. Chưa có một cuộc bạo loạn nào mà không bị họ phá vỡ. Họ là Thiếu tá Trương Văn Vinh, Thiếu tá Trương Công Ân, Thiếu tá Dương Phước Tấn, Thiếu tá Trần Đức Túc, Thiếu tá Nguyễn Văn Ngôn, là Thiếu tá Tôn Thất Trang, Thiếu tá Nguyễn Thế Hiển, cố Thiếu tá Đoàn Đích, cố Thiếu tá Đoàn Đích, là Đại quý Phạm Bá Nhạc, Đại quý Lê Văn Phi, Đại quý Trần Văn Tý, Đại quý Ngô Trọng Thành, Đại quý Trần Văn Trinh, Đại quý Lê Khắc Vấn, Đại quý Huỳnh Văn Thiện, Đại quý Nguyễn Văn Toàn, Đại quý Hoàng Thanh Tùng, là Trung quý Nguyễn Thế Thông, Trung quý Hồ Lan, Trung quý Lê Khắc Kỷ, Trung quý Văn Hữu Tuất, Thiếu quý Hoàng Công Sủng, Thiếu quý Nguyễn Thế Quang, Thiếu quý Truật, là hai nữ đại quý, một nữ thiếu quý và nhiều người khác của biệt đội Thiên Nga Phượng Hoàng, là hai em ruột của tôi trong lực lượng cảnh sát đặc biệt, Liên Hướng, Liên Chi và còn gần 100 đại quý, trung quý, thiếu quý mà tôi không thể nhớ hết tên, cùng hơn 5.000 nhân viên cảnh sát quốc gia. Thưa anh chị em, nửa cuộc đời tuổi trẻ của anh chị em đã tận tụy cho lý tưởng quốc gia, đồng bào, cho quê hương xứ sở, cho Huế. Gần nửa đời sau của tuổi trẻ các anh chị đã bị tù tội hành hạ tủi nhục trong các lao tù tàn bạo của Cộng sản. Rất nhiều đồng đội đã ra đi trong các trại tù cải tạo đó, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Giờ đây các anh chị em, những người còn sống sót trong tai ương đọa đày của kiếp tù tội, chúng ta gặp lại nhau, mái tóc đã điểm màu, tuổi đời còn lại quá ngắn. Tại nơi chốn lưu đài này, nhìn lại quãng đời đã qua, xét lại trách nhiệm và bổn phận của chúng ta, dù muốn dù không, chúng ta phải nhận lỗi là đã không hoàn tất được những trách nhiệm của chúng ta, những người chiến sĩ cảnh sát quốc gia Việt Nam. Vì vậy, anh chị em cùng với tôi tưởng niệm những đồng đội của chúng ta đã bị quốc vong thân và cùng với tôi hướng về quê mẹ, xin cùng nói với tôi. Chúng tôi, lực lượng cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế, xin tạ tội và tạ lỗi với hồn thiên sông núi, với tiền nhân và với đồng bào Huế. Nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ sinh mạng và tài sản của đồng bào, chúng tôi đã tận lực nhưng cũng không thể hoàn tất nhiệm vụ để đồng bào Huế đã bị thảm sát trong biến cố Mậu Thân 1968 và ngày nay đất nước phải điêu linh. Chúng tôi, lực lượng cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế, xin cúi đầu nhận tội và xin lỗi. Cuối cùng, xin chép hai câu thơ của Vua Duy Tân, tỏ bày tâm sự của mình trong khi bị Pháp lưu đày tại đảo Reunion, gửi đến những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và cảnh sát quốc gia
những người đã dâng trọn tuổi trẻ cho quê hương Việt Nam, tấm thân phiêu bạt quê người, linh hồn vẫn ở lại nơi quê nhà. Tác giả Liên Thành. Biến động miền Trung đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.